Mình còn một bộ loa Kenwood mọi người, K731 đánh cặp loa K703 ha. Cặp này nhỏ gọn, người dùng làm loa vi tính rất hay nha mọi người. Vì nó có sẵn cái giải mã và nó chơi qua PC, với cổng PC này, tiếng rất là tĩnh người, PC in rồi ha, và có hai ngõ quang cũng như là line in line out ha. Ngoài ra nó chơi được CD và nó đọc được USB nhạc lossless nha mọi người. Tiếng bộ này rất là hay mọi người. Đó mọi người, chơi CD rất là hay ha, ngoài ra chơi cái gì cũng hay. Điện 100V nha mọi người, điện 100V. Và giá bộ này là 3 triệu 5 mọi người ha, chỉ gồm âm ly và loa mà, ha, con này sẽ không kèm khiển. Mọi người có nhu cầu mua bộ này thì liên hệ nha. Cảm ơn mọi người nhiều.